Xin chào tất cả quý khách đã quay trở lại với kênh YouTube Đồ gỗ Hiền Lành. Quý khách hãy đăng ký kênh Đồ gỗ Hiền Lành để không bỏ lỡ một cái video nào. Vâng, mai ngày 8 tháng 1 năm 2021, cơ sở đồ gỗ Đồ Thời Hiền Lành tiếp tục làm video clip chia sẻ tới quý vị và các bạn. Một bộ mẫu sản phẩm mới nữa. Trong năm 2021, chúng tôi vừa về xong mộc, chúng tôi sẽ quay lại video clip một lượt giới thiệu tới gia đình khách hàng đó là gia đình anh Hưng anh tại chợ Cồn Hải Hậu cũng như tới tất cả quý khách hàng đang theo dõi các cái video clip của chúng tôi đây là mẫu sản phẩm đặc biệt thì ở trong video clip này chúng tôi cũng giải thích luôn tại sao nó đặc biệt bức hoành phi này với kích thước siêu nhỏ đó là dài 1m55 chiều rộng là 61cm được chạm đó là bức hoành phi lồng cuốn tư và chạm ba chữ Đức Lưu Quang không phụ đề tiếng Việt. Ba chữ Đức Lưu Quang này được đọc từ bên phải sang theo đúng với nghĩa của chữ Hán Nôm. Và theo như yêu cầu của gia đình, chúng tôi có khắc chữ Việt ở phía sau tấm hoành phi. Và thường thì chúng tôi làm 3 thang én thì gia đình anh chỉ yêu cầu làm hai chia thành 3 khoang. Đó là điều đặc biệt của bức hoành phi, đó là điều đầu tiên. Toàn bộ khuôn tranh chúng tôi làm dày 7 phân, to 10 phân và được đục tay thủ công. Các cái mẫu này trên thị trường hiện nay đang tràn lan rất nhiều các cái hàng trôi nổi không rõ nguồn gốc cũng như là mẫu mã nó xấu hơn và gia đình anh đã quyết định đặt niềm tin tại cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền Lành. Hôm nay chúng tôi vừa mới thi công xong phần mộc, chúng tôi sẽ quay lại chi tiết một lượt, sau đó chúng tôi sẽ đi vào hoàn thiện và chuẩn bị chúng tôi sẽ phát trực tiếp các cái quy trình làm bằng vàng 4 con 9 hay còn gọi là vàng 24k lên các cái mặt chữ cũng như là các cái chữ thọ bút kiếm theo như yêu cầu của gia đình toàn bộ được giáp vàng 24k tức là vàng đắt nhất trên thị trường hiện nay hay còn gọi là vàng mình chúng ta cùng nhìn toàn cảnh bộ hoành phi câu đối của gia đình nhà anh Hưng anh đã đặt hàng online chúng tôi trong cái thời gian vừa qua câu đối với kích thước đó là dài 1m77 rộng 28 và dài 4 phân được chạm rơi rơi ngậm đồng tiền và phía dưới chúng tôi chạm lãng hoa quả đào toàn bộ chúng tôi làm bằng chất liệu gỗ gụ Lào gỗ gụ nhập khẩu từ nước Lào để cho quý khách dễ hình dung hơn và cái mẫu câu đối này chúng tôi bán rất chạy trong cái thời gian năm 2020 sang năm 2021 chúng tôi sẽ sản xuất mạnh hơn nữa để đáp ứng tới nhu cầu thị trường khách hàng ngày càng kỹ tính hơn cũng như với số lượng lớn hơn để tới tay người tiêu dùng được các cái sản phẩm đẹp nhất mẫu mã mới nhất và câu đối bên phải này chúng tôi chạm đó là Đức Thừa Tiên Tổ Thiên Niên Thịnh đối với câu đối với trái đó là Phúc Ấm Nhi Tôn Bách Thế Vinh chúng tôi làm theo yêu cầu của gia đình phổ thông bình thường chúng tôi chạm đó là tổ tông công đức thiên niên thịnh tử hiếu tôn hiền vạn đại vinh thì gia đình anh đã yêu cầu là thay các cái bộ chữ và toàn bộ phần nền là chúng tôi đã chặt gấm chữ thập và bên cạnh các cái phần diềm bo cong chúng tôi chạm gấm hoa tranh có các cây tứ quý và phía dưới này chúng tôi chạm đó là lãng hoa quả đào toàn bộ được đục tay thủ công. Các bạn hãy xem kỹ các cái đường nét chi tiết, các cái họa tiết hoa văn nhỏ nhất thì quý khách có thể đặt hàng online mà không cần về trực tiếp tại cơ sở. Cơ sở đồ online nhận đặt hàng online 24/24 trên /24 qua hai số hotline 0986 883349 hoặc 0985 226684. Chúng tôi nằm tại làng nghề La Xuyên, xã Yên Ninh huyện Ý Yên tỉnh Nam Định. Chúng tôi liên tục cập nhật các cái mẫu mới nhất để cho quý khách biết được về hoành phi câu đối của cơ sở đồ gỗ đồ thờ Hiền cũng như các cái mẫu hoành phi thờ gia tiên cũng như thờ cho đình chùa. Như hôm trước tôi đã chia sẻ đó là bức đại hùng bảo điện với kích thước rất dài, gần 4 mét vì phòng thờ của anh đây rất là nhỏ nên chúng tôi làm kích thước khoảnh phi 1m55 x 61 và câu đối là 1m77 rộng 28 và dài 4 phân bình thường là chúng tôi để nền trơn thì bộ này anh đã yêu cầu đó là chặt gấm ở phần chữ đó là điều đặc biệt của bộ hoành phi câu đối và điểm đặc biệt nữa là chúng tôi không báo giá tất cả các sản phẩm trên YouTube cũng như trên website. Vì nó liên quan tới nhiều yếu tố. Vì khách mỗi một khách hàng lại đặt theo một yêu cầu khác nhau. Thì quý khách có thiện trí, quý khách hãy liên hệ trực tiếp về 0986 883349. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá cụ thể. Và yếu tố tiếp theo có thể thay đổi giá đó là cũng như các yếu tố gỗ hai là yếu tố về vàng 49 có thể thay đổi theo thị trường thế giới. Đồ online cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại quý khách trong các video tiếp theo. Xin cảm ơn.